suốt 8 năm đi làm á, thật sự ra không phải là suốt 8 năm nữa anh, mà là từ hồi đi học cho đến lớp 12 á, em là 12 năm á là em là học sinh trung bình hết. Cho nên cái sự tự ti của em kéo dài rất là lâu rồi. Cảm giác là giống như là các ngày trước đó em không hề có. Và giống như là em ước nguyện hồi xưa, ước nguyện em thông minh hơn á, thì bây giờ em đã có cái điều đó. Wow, tự nhiên tìm thấy một cái phiên bản thông minh hơn của một con bé học sinh trung bình suốt 12 năm. Bởi vì em đã chịu 12 năm với một cái phương pháp học nó không đúng á, nó không có khai phá được cái tiềm năng của em, cho nên là em muốn cống hiến mình vào giáo dục cho những đứa trẻ. Em nhìn những đứa trẻ và sau này con em nữa thì em muốn nó có một cái nền giáo dục nó khác em á. Nó không, em không muốn những đứa trẻ nó sẽ chịu cái sự tự ti giống như em. Bởi vì cái người đã trải qua cái sự cùng cực, đã trải qua những ngày tháng tự ti đứng từ dưới bùn sâu rồi á, và sống với nó rồi á, thì họ mới có cái sự thấu hiểu để nâng đỡ một đứa trẻ ở chỗ đó đi lên cái chỗ sáng sủa. 12 năm tự ti và mặc cảm, ngờ vực về chính bản thân của mình. 8 năm hoang mang, bâng khuâng và loay hoay trong sự nghiệp của mình. 20 năm trong cuộc đời sống trong cái sự mặc cảm và cái sự ngờ vực và mơ hồ về bản thân của mình. Và anh nghĩ đây là một cái bài học quan trọng đối với anh, là có khi nó không phải là người thầy, nó không phải là cái bài giảng hay là cái kiến thức hay cái kỹ năng, mà thật sự nó đến từ cái sự sẵn sàng của cái người học. Bởi vì sau 20 năm trong cuộc đời đó đã một cái giá quá là khủng khiếp, thì anh nghĩ là Vi có cho mình một cái sự quyết tâm cực kỳ lớn, là lần này bạn nhất định phải tìm lại được cái sự tự tôn đó, các bạn phải tìm lại được một cái con đường chân thật hơn và ý nghĩa hơn cho cuộc sống của mình, cho những ngày tháng tiếp theo của mình. Và cái quyết tâm đó, cái sự nghiêm túc rất lớn đó, là cái phần chìm của tảng băng. Và khi đó anh nghĩ là cái sự dẫn dắt của anh, cái bài giảng của anh, cái sự hỗ trợ, nó chỉ là một cái sự tương tác đúng thời điểm, để rồi nó tạo ra một cái sự chuyển biến beautiful trong vòng 8 tuần. Để rồi cái cô bé đó tìm lại được một cái phiên bản mà 20 năm cô ấy chưa bao giờ được nhìn thấy, chưa bao giờ được trải nghiệm và cảm nhận. It's beautiful. Nghe, cho nên là tiếp theo chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong một cái chặng hành trình mà anh đào bới, phân tích để tìm hiểu cái nguồn gốc của cái sự hoang mang và lạc lối đó, và rồi hiểu được những cái nỗ lực nghiêm túc mà bạn mình đã làm, để rồi biến một cái cô bé sau 20 năm liên tục sống trong cái sự tự ti, mặc cảm và lạc lối, 2 tháng sau đó tìm thấy một cái phiên bản tự tin, say sưa và kết nối sâu sắc hơn rất nhiều với chính mình. Chúng ta sẽ đi với nhau trong cái bài giảng này. Sẵn sàng chưa? Let's go. Trời run quá. Trời sao không run được? Nói bậy đang chửi liền á. Dạ. Run đi. Dạ, em xin chào anh Trí, xin chào mọi người. Hôm nay em xin được thuyết trình về dự án 2 vì sao blog của mình. Cái quá trình mà em làm là sau khi em học smart vô xong á, là em đã dùng ứng dụng cái mind map để mà em vẽ lên cho mình cái lộ trình công việc mình sẽ đi. Rồi em ứng dụng tiếp là bỏ nó vào cái kế hoạch tuần. Rồi ngày thì em cũng làm những cái task. Rồi sau mỗi ngày là em còn reflection lại, nói chung là rất là nghiêm túc, một học sinh gương mẫu. Và đây là kết quả mà em đã đạt được sau 2 tháng, đó chính là một cái blog của em. Nó cũng chưa có hoàn thiện lắm, nhưng mà em đã ra được cái thông điệp chính cho kênh, cũng như là cái KPI của cái kênh luôn. Rồi, tới đây mọi người cảm thấy nó rất là bình yên, rất là smooth đúng không? Kiểu từ đầu đến cuối rất là... Đau khổ nhiều rồi, tao bị quay xe nôn mỡ nhiều. Tính xác, anh chỉ thật là thông minh. Đó chính là em đã bị một cú sốc. Em cảm thấy biểu hiện của mình trong 4 tuần đầu đó chính là em bị giống như là bị rối loạn lưỡng cực á, giống như là em bị rối nghịch cảm xúc á. Có những ngày á em vui tới độ mà em làm hăng say, năng lượng em lên thì em làm hăng say, em lại giận, nhưng mà em bị năng lượng xuống á, rớt tuột dốc luôn á, xong rồi là em còn cảm thấy mình không thể hoàn thành được cái việc dù nó rất là nhỏ, thì em bắt đầu em cảm thấy em tự ti và em cảm thấy mình không có ra gì cả. Thì em mới tìm hiểu lý do của mình á, thì em thấy đó chính là một cái chữ tham. Em tham hoàn thành mục tiêu càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Em tham nắm bắt hết mọi thứ, cho nên là em không có tập trung này, em lo lắng, em tự ti bởi vì mình chưa có đạt được mục tiêu. Thì em nhận ra một điều là dù em có kỹ năng tốt đến mấy, em có sắp xếp tốt đến mấy, nhưng mà em không có làm chủ chính mình đó, thì bây giờ em đạt đổ hết cái kế hoạch của mình luôn. Thì em chọn cái cách phản hồi là em dùng từ chậm. Em bỏ bớt hết cái mục tiêu trong 2 tháng chỉ giữ lại cái mục tiêu đầu tiên thôi, và em bỏ bớt những cái task trong một ngày của em. Thì không những là em chậm lại trong cái việc cái dự án này, mà em còn tập chậm lại trong nhiều việc khác nữa. Một kết quả ngoài mong đợi của em đó chính là em cảm thấy em rất là bình an trong 4 tuần tiếp theo. Thì em cảm thấy là mình đã ứng dụng rất là tốt cái thói quen số 1, đó là thói quen làm chủ chính mình. Thì
bài học rút ra của em đó chính là em cảm thấy em không phục bản thân của em. Trong tháng em đã rất là nỗ lực để hết mình cho cái khóa học này và cái dự án của mình, học xong là em ứng dụng và em điều chỉnh liên tục. Khi mà mình yêu hết mình làm hết mình ghét hết mình hết mình vì mọi thứ đó, thì mình mới biết mình xứng đáng, mình là ai, mình giỏi thế nào, mình hạnh phúc như thế nào và mình ngầu đời như thế nào. Thì em xin cảm ơn anh Trí Hồng đã lắng nghe. Thì ra nó rung là bởi vì nó rất tâm, nó lừa thầy, nó lừa thầy lừa bạn, nó dắt thầy và bạn vô một cái con đường sau rồi nó quay xe thì ghét. Không, trời ơi, nó sẽ đắp drama lên để nó lừa tao. Trời ơi, may quá, đời mình khổ rồi. Đúng là như vậy đúng không? Chứ còn thật ra là về mặt cơ bản là về dự án của mình thì em thấy là nó khá là trọn vẹn đối với em ha. Thấy là nó bình an đúng không? Chỉ đúng là không biết là có xỏ mũi được cái thằng cha đập này không thôi. Ok, trước khi anh đi xong xin được nghe cái góc nhìn của CA đồng hành với lại Vi. Khi mà chị mới bắt đầu vào khóa học á thì chị rất là mông lung, rất là mơ hồ. Tại vì qua bao nhiêu mình trải nghiệm, mình chiêm nghiệm rồi mình lăn lộn trong cuộc đời á thì chị không có biết được là mình muốn đi về đâu hết. Thì bắt đầu chặng trình này chị cũng rất là nỗ lực, rất là quyết liệt với những cái công cụ rồi những cái nhận thức bài học của mình. Nếu vậy anh Vi nè, cho anh hỏi nè, là trước khi bước vô khóa học á là Vi, tức là tới thời điểm này là Vi đã lăn lộn bao lâu rồi? Đi làm bao lâu rồi? Dạ em đi làm được 7 năm rồi, gần 8 năm. Ok. Rồi, vậy thì đến thời điểm này nè, sau một cái chặng rồi sau một lúc em tìm lại được cái sự bình an, vậy em có nhận ra được là vì sao sau 7 năm, 8 năm đó em lại rơi vào cái sự hoang mang, cái sự bâng khuâng không? Em biết là vì nguyên nhân gì đã làm cho mình bị mất phương hướng rất là lớn như vậy sau một thời gian rất là dài. Em dễ bị tác động ở bên ngoài rất là nhiều. Thì suốt 8 năm đi làm á, thật sự ra không phải là suốt 8 năm nữa anh, mà là từ hồi đi học cho đến lớp 12 á, thì anh Trí học sinh giỏi đúng không? Em là 12 năm á, là em là học sinh trung bình hết. Cho nên cái sự tự ti của em nó kéo dài rất là lâu rồi. Sao? Lưng chừng hay là rớt xuống dưới đáy luôn? Dạ, rớt dưới đáy luôn á. Thật ra em là đứa rất là kiên trì làm tới cùng á. Hầu như những cái gì mẹ đã làm qua thì nó đều hoàn thành. Nhưng mà cái lúc mà em quyết định làm việc đó thì em lại không ngâm cứu kỹ. Em cứ cảm thấy rồi khi nó hoàn thành rồi thì em lại không thích nữa. Rồi em tiếp tục em tìm một cái mới cho bản thân mình. Ừ. Nếu vậy thì là Vi không phải là một bạn bỏ cuộc đúng không? Tức là mình cũng nghiêm túc để mình làm. Vậy thì tại sao thiếu cái gì để rồi mình nghiêm túc, mình hoàn thành rất là nhiều việc mà rồi mình vẫn không biết là mình thật sự mạnh yếu cái gì, thật sự thích cái gì, thật sự thuộc ở nơi nào, kiểu vậy? Em cảm thấy là em không có trò chuyện với bản thân em được đó. Cho nên là mặc dù là em có chăm chỉ em làm cái việc đó, nhưng mà em làm bởi vì là có mọi người sẽ thích đó. Hoặc là em nghĩ là bản chất gì em làm bởi vì người khác nhiều á, có những cái ước mơ của em á, nhưng mà em cảm thấy nó sao không có thực hiện, mà em lại đi thực hiện những cái mà em nghĩ là nếu em làm việc này là mọi người sẽ công nhận em á. Cái mà anh nghe ra anh đoán nha, anh có cảm giác là cái chuyện nhanh của em là gì, là sau khi em làm xong một cái việc A em sẽ nhảy sang một cái việc B, sau khi em làm xong cái việc B em sẽ tiếp tục sang một cái việc C. Nhưng mà em anh không biết có hay không đó, em làm một cái việc đó là em reflect, tức là sau khi làm xong một cái việc á, khoan làm cái việc khác liền mà ngồi nghiệm lại, thì cái đó gọi là trải nghiệm. Bởi vì có rất nhiều người á, họ trải nhưng họ không có nghiệm. Cho nên khi mình không có nghiệm á, thì cái lựa chọn tiếp theo của mình nó không có sâu sắc hơn. Thì anh không biết Vi có thấy có gì đó, có nhận ra cái đó. Tức là nhiều khi mình làm xong á, rồi xong là xong, ok, rồi mình nói ok xong rồi cũng được, không tới nỗi nào, không bị chửi, hoàn thành, ok rồi what next, không, mà mình không có một cái khoảng bình tĩnh. Và anh nghĩ đó là cái mà em làm được trong vòng 4 tuần vừa rồi. Chậm lại một xíu để mình bình tĩnh, mình nhìn nhận lại một cái dự án, nhìn nhận lại một công việc. Có khi nó không phải là việc mà mình lựa chọn bằng cái định hướng của riêng mình, nhưng em sẽ để ý thấy là gì, là một khi em làm hết mình, giống như em nói, tức là khi mình làm mình nghiêm túc, mình quyết liệt, thì cái việc đó nó cũng sẽ giúp mình hiểu mình hơn. Ví dụ nó giúp mình hiểu là mình không thích cái thứ này, hoặc nó giúp mình hiểu là mình không hợp với cái việc này. Mặc dù mình làm được đó, nhưng mà mình làm cực quá đi, cho nên có vẻ như nó không đúng cái thế mạnh của mình, thì cái hiểu đó cũng là một cái hiểu có giá trị, đúng không? Tức là nếu mình chưa tìm được cái mình thích thì ít nhất mình xác định được cái mình ghét, đúng không? Nếu mình chưa tìm được điểm mạnh của mình thì ít nhất mình xác định được điểm yếu, chẳng hạn. Thì cái việc mà mình reflect đó là cái mà nhiều người quên làm bởi vì họ vội vã. Thì cái reflect đó nó dễ thương lắm, bởi vì thành thật mà nói, đâu phải lúc nào trong cuộc đời mình cũng được luôn được lựa chọn cái thứ mà mình muốn làm đâu, đúng không? Thì thành nó có những trách nhiệm đó từ trên trời đó xuống, nó có những cái khủng hoảng hay là những cái tai nạn ở đâu đó rất là đùng xuống và mình phải xử lý, nghĩa là mình phải xử lý, ok. Và khi mình chơi, đúng không, mình làm cho tới nơi tới chốn thì cái trải nghiệm đó nó sẽ vẫn có ích như thường. Thì em nghĩ đó là hai cái thứ mà em không có làm. Rồi, cho nên hỏi tiếp là nếu vậy, trong 2 tháng vừa rồi khi em thấy là em cũng có thời gian, em bắt đầu tự tốn hơn, em bắt đầu nghiền ngẫm nhiều hơn, thì
em nhận ra được cái gì và anh Vi? Cái này em không biết có tự cao hay không, nhưng mà chắc là có rồi đó. Thường là mới nói câu đó trước là sau đó thế nào cũng là bắt đầu tự lăn xe, tự tăng bóp chính mình lên. Tao biết mà, thằng xạo cái này em không biết em có phải là em chảnh không, và sau đó y như rằng là chảnh đó. Yeah. Tự tăng bóp đi, tao chuẩn bị tinh thần rồi. Khi mà em reflection xong á thì em cảm thấy mình học rất là nhanh, mình hiểu rất là nhanh, thì em nhập bài học mỗi ngày, cho nên là khi mà em reflection lại thì em biết lại và em nhìn thấy một ngày em phải suy nghĩ cái gì nữa. Thì em cảm thấy là một cái vấn đề gì mới đối với em á, em khả năng tự học rất là nhanh, rất là cao luôn á. Cho nên là cảm giác là giống như là những cái này trước đó em không hề có, và giống như là em ước nguyện hồi xưa em ước nguyện thông minh hơn á, thì bây giờ em đã có cái điều đó. Trời mẹ, hay vậy quý vị, trời ơi, quan hỷ, trời ơi. Yeah, nhưng mà kiểu trước kia em không có kiểm soát được anh, em chọn lọc á, nhanh tí nói là mình chọn lọc những gì quan trọng với mình á, thì em chậm lại xong em nhìn thấy cái việc đó là có nên để nó vào đầu mình hay không á. Dễ sợ chưa? Tức là một cái đứa học sinh trung bình trong suốt 12 năm mà sau 4 tuần đột nhiên nhận ra, trời mẹ, thì ra là mình thông minh. Nếu vậy, mà cái đó anh nói thiệt là không có ngạc nhiên đâu. Anh hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn ha. Tại vì thật ra đó là sức mạnh rất lớn của sự chủ động. Tức là cái việc đó mà là việc mình chủ động á, là mình kiểm soát và mình hiểu, mình thấu đáo nó khác hoàn toàn so với chuyện là mình bị động. À, giống như là em đang đi mà người ta chọi cái banh vô đầu của em á, thì em đau, nhiều khi mà em có thể bất tỉnh luôn, đau lắm. Nhưng mà nếu em là người bật lên để đánh đầu và đưa bóng vào khung thành thì cái lực va chạm nó nhiều khi nó còn mạnh hơn cả việc em bị chọi một cái banh vô đầu. Nhưng em đánh đầu xong một cái là em chạy đi ăn mừng, em không hề thấy đau đớn gì hết, mặc dù cái va chạm nó mạnh hơn rất nhiều. Đó, cho nên đó là cái sự khác biệt khủng khiếp khi mình là cái người chủ động ha. Wow, tự nhiên tìm thấy một cái phiên bản thông minh hơn của một con bé học sinh trung bình suốt 12 năm. Chúc mừng. Dạ. Nên là... cái đó không phải tự cao đâu em, cái đó không phải là tự cao, đó gọi là tự tôn, nó gọi là self-esteem. Tại vì tự cao nghĩa là mình nghĩ là mình giỏi hơn người khác, còn self-esteem, sự tự tôn là đến một ngày nào đó mình tôn trọng bản thân của mình, mình nhận ra là thì ra là mình có khả năng này, thì ra là mình giỏi cái này, mình thích thú cái điều này, thì ra việc mình làm việc này tốt ghê chứ, mình làm không tệ chút nào hết, quá good job, đúng không? Thì cái đó không phải là tự cao, cái đó gọi là tự tôn, nó gọi là self-respect, self-esteem. Ok, amazing ha, kỳ diệu ha. Tức là sau, anh nghĩ là 20 năm đó chứ, tức là 12 năm đi học, 8 năm đi làm, tự nhiên đến ngày hôm nay mình tìm thấy một sự tự tôn rất là lớn. Đấy. Anh nghĩ đó là một điều rất quý báu mà em đã khám phá được trong cái hành trình chăm chỉ và kiên trì của em. Good job. Rồi hỏi cái cuối cùng, rồi cái blog đó có tính làm tiếp không? Cái blog đó nó là một phần trong cái dự án về giáo dục của em anh Trí. Em thích làm với con nít, thì hiện tại cái blog này là em làm theo phụ nữ. Như lúc đầu em nói với anh Trí á, là em nghĩ phụ nữ nó ảnh hưởng tới con cái rất là nhiều. Thì đó là một cái dự án cá nhân, nó là trong một cái dự án con trong cái hệ sinh thái giáo dục của em á. Thì em sắp tới, anh Trí chúc mừng em đi là em đã xác định được một cái vị trí mà bên giáo dục mà em thích rồi. Em cảm thấy là bởi vì em đã chịu 12 năm với một cái phương pháp học nó không đúng á, nó không có khai phá được cái tiềm năng của em, cho nên là em muốn cống hiến mình vào giáo dục cho những đứa trẻ. Nó hơi to lớn không chứ, nhưng mà khá là em cảm thấy bình thường. Dạ, em nhìn những đứa trẻ và sau này con em nữa, thì em muốn nó có một cái nền giáo dục nó khác em á. Em không muốn mình chịu, em không muốn những đứa trẻ nó sẽ chịu những cái sự tự ti giống như em, cho nên là em trăn trở rất là nhiều về cái này. Ok, nếu như em không lừa tôi, đúng không? Tức là em thật sự là một cái người một khi đã làm sẽ làm đến cùng, giống như em có nói lúc nãy, thì đã nói ra rồi, anh ghi nhận nghe và nhớ làm cho đến cùng. Bởi vì cái người như em á, mà làm được điều đó sẽ là một điều rất may mắn cho những đứa trẻ được em hỗ trợ sau này. Bởi vì cái người đã trải qua cái sự cùng cực, đã trải qua những ngày tháng tự ti đứng từ dưới bùn sâu rồi và sống dưới đó rồi á, thì họ mới có cái sự thấu hiểu để nâng đỡ một đứa trẻ ở chỗ đó đi lên cái chỗ sáng sủa. Giống như là nếu em có coi cái clip anh trò chuyện với anh Khương á, mới lên ngày hôm qua đó, đúng không? Thì đó, cái người mà dạy và giao tiếp thật sự giỏi là cái người đã không thể giao tiếp trong một thời gian rất dài cuộc đời và vượt qua được điều đó để làm họ ấn tượng, thì cái người đó sẽ giúp được rất nhiều người. Còn anh nhiều khi không phải là người hay nhất để dạy và giao tiếp, bởi vì anh đẻ ra anh đã giỏi giao tiếp rồi. Cho nên anh nhiều khi không có đồng cảm được với những cái người khó khăn trong cái giao tiếp. Đó. Cho nên là
thôi, cho nên nãy em kêu anh chúc mừng em, anh không chúc mừng, ai biết mày kêu vậy, tay áo chúc mừng nghe. Nhưng anh, nếu em thật sự kiên trì, kiên định, nỗ lực với cái con đường mà em muốn theo đuổi, thì anh chúc mừng cho những đứa trẻ trong tương lai sẽ được hỗ trợ bởi em. Tụi nó sẽ có một cái người hướng dẫn và hỗ trợ có tâm. Cảm ơn anh. Okay. Dạ, không biết khi nào mà em có được cái kết quả, em có thể khoe với anh, thì chắc em sẽ inbox, nếu mà em 1-2 năm nữa mà em có kết quả em sẽ inbox anh để khoe với anh. Ngày đó anh sẽ rất vui. Anh ngày hôm nay đã nghĩ là cái niềm vui lớn trong mười mấy năm đi dạy của anh là cứ thi thoảng có khi 2-3 ngày, có khi còn 2 tuần gì đó là sẽ có một cái học viên từ nhiều năm trước đột nhiên nhắn tin cho anh và khoe với anh một điều gì đó, thì đó là niềm vui của anh rất là lớn trong công việc. Cho nên tao đợi nha, tao lót đôi dép, tao đợi nha, đừng giờ block nick tao nha. Dạ không, em nói em làm mà. Ok, thank you. Dạ, cảm ơn. Dạ. Xúc động không các bạn? Anh không biết nha, nhưng mà anh nói thật là khi mà anh coi lại cái video clip này, anh rất là xúc động và anh tin là cái bạn nào đã trải qua những cái ngày tháng giống như Vi, những người đã thật sự sống trong cái áp lực, cái sự bế tắc và cái sự ngờ vực rất lớn và chính mình giống như Vi, anh tin chắc là có rất 1-2 giọt nước mắt khi nhìn thấy cái cảm xúc, khi nhìn thấy cái sự vỡ òa đó của bạn mình ha. Cho nên là well, trước khi chúng ta rút lại với nhau cái bài giảng ngày hôm nay bằng những cái hướng dẫn, những cái chia sẻ rõ và chi tiết hơn của anh, thì ngay bây giờ giống như tất cả những bài giảng từ những câu chuyện thực tế, đúng không? Thả một cái comment ở bên dưới, các bạn cảm nhận được gì, các bạn lấy ra được cái gì thật sự có ý nghĩa và quan trọng đối với các bạn qua cái câu chuyện và cái phần trò chuyện và phân tích dẫn dắt của anh và Vi. Ngay bây giờ thả cái comment, come on, do it, do it. Các bạn là fan của ông Quéo, ok, là những người hành động mà chúng ta thật sự muốn học thật là sâu từ cái bài giảng này, chứ không chỉ ngồi nghe để giết thời gian có đúng không? Cho nên mình phải viết ra những cái cảm nhận cá nhân của mình trước, trước khi nghe cái phần phân tích của ông thầy. Và có khi cái phần phân tích của anh nó cũng chỉ là một cái gì đó về mặt nguyên tắc, ok, về nền tảng thôi. Còn cái cảm nhận cá nhân của các bạn, thực ra cái đó mới là cái đắt giá, cái đó mới là cái thật sự make a difference, tạo ra cái sự khác biệt trong cuộc sống của các bạn, trong những ngày tháng tiếp theo, trong công việc, trong định hướng, trong cái nỗ lực của các bạn. Cho nên thả cái comment ở bên dưới và viết lại cái cảm nhận, cái thứ mà các bạn rút lại được sau cái đoạn video clip hội thoại vừa rồi. Do it. Rất cảm ơn những bạn đã chậm lại một nhịp và thả cái comments, ok, trước khi anh đưa ra cái phần rút lại bài học của mình ha. Anh nghĩ là anh rút một cái đơn giản thôi, đến một ngày nào đó các bạn sẽ nhận ra là gì, là cái ngôi trường vĩ đại nhất đào tạo nên những cái người thành công và hạnh phúc nhất trong lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay, đó là The University of Life, là cuộc sống, ok. Nhưng các bạn phải biết cách để học từ cuộc sống, và cái cách để học từ cuộc sống thực chất ngày hôm nay nó biến thành cái trào lưu và cái xu hướng của những cái cải cách tiến bộ nhất trong giáo dục hiện đại trên khắp thế giới ở thời điểm này. Đó là cái phương thức học thông qua trải nghiệm, ok. Và các bạn sẽ nhìn thấy là gì, là anh có phân tích trong cái phần mà anh tháo gỡ và đi sâu cùng với lại Vi á, nghe, đó là cái lý do mà hầu hết mọi người thất bại và sai lầm, mà họ dành ra rất nhiều năm tháng trong cuộc đời của mình để sống, để lăn lộn, nhưng mà rồi họ không thật sự tạo ra một sự thay đổi sâu sắc, họ không thật sự chạm tới được một cái phiên bản trưởng thành hơn, ngầu đời hơn, tốt đẹp hơn của chính mình, bởi vì họ trải và không có nghiệm, ok. Cho nên là phần này anh xin đi sâu hơn chút xíu để giúp các bạn có cái kỹ thuật hoặc là một vài cái mẹo rất cụ thể để bất cứ việc gì các bạn làm, có khi nó là một cái đội nhóm, một hoạt động thiện nguyện, nó là một cái dự án, một cái công việc, một cái business project, tất cả những cái đó nó biến thành cái người thầy cho các bạn trong những ngày tháng tiếp theo, ok ha. Thì hai cái việc quan trọng mình phải làm, thứ nhất là cân nhắc trước khi nhận một cái dự án, bước vào một cuộc chơi, ảnh một cái vai trò trách nhiệm, cân nhắc và rồi nghiệm lại sau khi hoàn thành cái dự án, cái công việc, cái vai trò đó, ok. Thì khi mình cân nhắc á, thì cái câu hỏi quan trọng khi mình cân nhắc đó là cái việc này, cái dự án này, cái hoạt động này có thật sự quan trọng và ý nghĩa với mình hay không. Thì đây là câu hỏi quan trọng nhất các bạn phải trả lời, để tránh cái việc chúng ta sống cuộc đời của người khác, chúng ta sống theo một cái khuôn mẫu mặc định của xã hội, rồi chúng ta làm những cái việc mà mọi người đều làm, cho đến cái nào mọi người đều đến ăn cái thứ mọi người đều ăn, học cái thứ mọi người đều học. Thì cái câu hỏi quan trọng để cân nhắc trước khi bước vào một cái cuộc chơi, right, đó là cái việc này có thật sự quan trọng và ý nghĩa đối với mình hay không ha. Thì đi sâu hơn chút, đó là cái việc này nó có gắn liền với một cái giấc mơ, một cái ấp ủ quan trọng nào đó của riêng các bạn hay không, cái việc này nó có giúp các bạn tiến gần hơn đến một cái mục tiêu, một cái trải nghiệm, một cái ước mơ thật sự có ý nghĩa với các bạn hay không, cái việc này nó giúp các bạn phát huy được những cái thế mạnh đặc biệt của các bạn hay không, và cái việc này nó có giúp cho một cái người quan trọng nào đó trong cuộc đời của mình, một cái mối quan hệ quan trọng, một cái người quan trọng ở trong cuộc đời của mình hạnh phúc hơn, bình an hơn, tự hào hơn hay không.
Thì chỉ khi nào cái việc đó nó gắn liền với những cái mục tiêu, những cái ước mơ, những cái mối quan hệ quan trọng và những cái tố chất, những cái tài năng đặc biệt của riêng các bạn, thì nó sẽ là cái việc thật sự rất là meaningful, rất là ý nghĩa. Ok, còn nếu như chúng ta hỏi cả bốn câu hỏi đó xong mà câu trả lời là không, 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 thì các bạn nên cân nhắc xem là có cách nào để không làm mấy cái việc đó không? Alright, có cách nào để mình say no, để mình từ chối cái việc đó hay không? Right, thì đây gọi là cân nhắc trước khi làm. Ok, còn rồi dĩ nhiên là có khi mình sẽ làm, có khi là mình không muốn làm nhưng mình vẫn phải làm. Bởi vì đâu phải ai cũng có được sự tự do để lựa chọn cái thứ thật sự quan trọng với mình mà thôi. Anh phải rất thẳng thắn là sẽ có những bạn sinh ra trong những cái hoàn cảnh, trong những cái điều kiện nhất định mà mình vẫn còn lệ thuộc, mình vẫn còn phải dựa dẫm và mình chưa thật sự hoàn toàn tự do. Thì trong trường hợp đó, nếu mình quyết định làm, và hoặc là mình phải làm, hoặc là mình bị ép buộc làm, ok fine, do it, làm cho đàng hoàng, không có làm nữa rồi, không có làm đối phó, một khi đã làm là làm, ok. Và khi mình làm xong rồi thì mình nghiệm lại, ok. Và cái mà người ta thường nghiệm lại khi hoàn thành một công việc gì đó, đó là mình được cái gì, đúng không? Cái mà người ta thường nghiệm lại là mình được mấy điểm, mình được cái bằng khen gì, mình có được huy chương không, và dĩ nhiên mình kiếm được bao nhiêu tiền qua cái project đó, qua cái job đó, qua cái dự án đó, đúng không? Thì khi mà reflect thì cái reflect mà nó đơn giản và nó nông nhất đó là reflect về cái kết quả vật lý mà chúng ta có được. Ok, còn cái người khôn ngoan, các bạn đi sâu hơn chút giúp anh, các bạn phải reflect được cho mình cái kết quả về nhận thức mà mình có được nằm trong này nè, nằm trong này nè. Ok, nhận thức là nhận ra và thức tỉnh. Ok, thì dù cái việc đó có phải là việc mình thích hay không, nhưng mà một khi mình đã làm hết mình đã làm thật sự nghiêm túc đàng hoàng với cái thứ đó, thì sau khi làm xong các bạn sẽ reflect được bên cạnh kết quả, nhìn lại xem là mình nhận ra cái gì về bản thân mình trong cái quá trình mình làm cái công việc đó. Mình mạnh gì, mình thể hiện cái gì ấn tượng nhất, cái thứ gì mà mình thấy là mình làm nhanh hơn, dễ hơn và bản năng hơn rất nhiều so với những người còn lại. Mình tự hào với điều gì trong lúc mình làm, mình không thể chấp nhận cái điều gì, mình bối rối và lúng túng với cái gì, mình gặp rất nhiều cái trở ngại với cái thứ gì. Thì khi chúng ta nhìn nhận lại những điều đó, các bạn sẽ nhận ra được hai cái. Thứ nhất là strength, là thế mạnh đặc biệt của mình là gì. Và thứ hai, các bạn sẽ nhận ra được cái values của mình, những cái giá trị quan trọng của các bạn. Ok ha, thì đó là cái thứ nhất mình phải reflect, đó là nghiệm lại về bản thân của mình. Và cái thứ hai, dĩ nhiên các bạn phải nghiệm, đó là nghiệm lại về cuộc sống, đúng không? Tức là cái dự án, cái công việc, cái trải nghiệm đó giúp các bạn hiểu thêm cái gì về cuộc sống xung quanh, về khách hàng của mình. À, khách hàng của mình họ thật sự quan tâm tới cái gì, khách hàng của mình họ thật sự thích cái gì, họ biết cái gì, họ mạnh cái gì, họ có những cái trăn trở gì, họ có những cái nhu cầu gì, cái gì làm cho họ sướng, cái gì làm cho họ hứng thú. Right, rồi các bạn có thể reflect về gia đình của mình, đúng không? À, qua cái việc đó mình hiểu gì về người thân của mình, qua cái biến cố đó trong gia đình, qua cái chuyến đi chơi đó với cả gia đình, phải không? Các bạn hiểu được gì về ba mình, hiểu được gì về má mình, hiểu được gì về vợ mình, về chồng của mình, hiểu thêm điều gì về con của mình. So what do you understand? Mình nhận ra được cái gì về những người xung quanh. Alright, rồi các bạn nhận ra được cái gì về bạn bè của mình, phải không? Rồi các bạn nhận ra được cái gì về những cái xu hướng và những cái công nghệ, về những cái technology. Wow, cái công nghệ này hay quá. Qua cái dự án này mình mới nhận ra được là cái kỹ năng này nó đắt giá đến như vậy, nó tạo nên cái sự khác biệt khủng khiếp đến như vậy. Cái technology này, cái công nghệ này, cái thiết bị này, không, nó wow, it really make a big difference, right? Và khi đó chúng ta sẽ bắt đầu nhìn ra được cho mình những cái ý tưởng là what next. Khi mình hiểu về mình hơn và mình hiểu về cuộc sống xung quanh sâu sắc hơn, thì ở thời điểm đó tự khắc các bạn sẽ bắt đầu nhìn ra được cho mình là à, nếu vậy mình muốn làm cái gì, mình muốn bước vào những cuộc chơi nào, muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực nào, muốn xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với ai trong những ngày tháng tiếp theo. Ok, và từng bước một các bạn sẽ bắt đầu khám phá lại, kết nối lại với mình, với cuộc sống xung quanh, và tìm được cái con đường của mình. Và cái con đường đó nó cho mình cái sự khấp khởi, nó cho mình cái sự háo hức, và nhìn vào cái viễn cảnh đó nó cho mình cái sự xúc động, nó cho mình cái sự tự hào, cái sự hăng say. Ok, thì đó là cái mà các bạn nhìn thấy trong ánh mắt, trong cái cảm xúc và trong cái lời hứa của Vi ở cuối cái phần chia sẻ, khi bạn nói về cái cuộc phiêu lưu của 2 năm tiếp theo của mình. Và cái lời hứa là em sẽ quay trở lại và chia sẻ với anh Trí về cái điều mà em làm được. Em nhất định sẽ làm chuyện đó. Ok, thì coi như rút ruột ra chia sẻ với mọi người rồi đó nghe. Cái này là cái thông thường là anh chỉ chia sẻ trong cái khóa học chuyên sâu mà các bạn đồng hành mà đi với anh. Rồi, và làm việc với tất cả những bạn trong học viện trong 2 tháng trời, đúng không? Thì những cái mà anh nói là những cái câu hỏi rất là chi tiết, rất là cụ thể. Và cho các bạn một cái sự chiêm nghiệm sâu sắc hơn. Để mình trưởng thành một cách chân thật hơn trong cái chặng hành trình cuộc sống, trong cái trường đời. Ok. Và anh nghĩ cái chặng hành trình trưởng thành nghiêm túc, sâu sắc và chân thật đó là chặng hành trình mà anh rất may mắn được đồng hành cùng với Vi. Và cái câu chuyện của Vi cho anh thêm rất nhiều cái sự quyết tâm.
và cái niềm tin vào cái con đường mà anh lựa chọn và cái sứ mệnh và giáo dục mà anh theo đuổi. Ok, và bọn anh rất tự hào được chia sẻ với các bạn cái thành quả đó nghe, và anh mong là những cái chia sẻ này cũng có thể giúp các bạn đi một cách sâu sắc và vững vàng hơn trong chặng hành trình trưởng thành của riêng các bạn, và biết đâu trong chặng hành trình đó, ở một cái điểm chạm nào đó, anh em chúng ta có thể được làm việc với nhau, được trò chuyện, mà anh được lắng nghe cái câu chuyện của các bạn, được nhìn thấy cái sự thay đổi sâu sắc của các bạn, thì anh nghĩ đó sẽ là một điều rất là tuyệt vời, đúng không? Nghe, và trong cái chặng hành trình đó rất là trân trọng sự đồng hành của tất cả mọi người. Thank you.